Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Và bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị. Và đây là hai số điện thoại để anh em gọi khi chốt hàng. 0818 60 60 60 và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em. 0902 060 151 ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên anh em lưu ý khi chuyển khoản ship COD nha. Ngoài ra bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp không cần trả trước thông qua căn cứ công dân. Chỉ cần anh em ghé trực tiếp shop em để lên hồ sơ, thủ tục rất dễ dàng, không thẩm định tài chính và không gọi người thân luôn nha anh em. Còn những anh em nào mà xài thẻ tín dụng thì các em có hỗ trợ cho anh em quẹt thẻ từ xa. Đó, bên em sẽ gửi link rồi anh em điền thông tin của thẻ tín dụng vào. Sau đó anh em có thể quẹt thẻ và thành công thì bên em sẽ miễn phí ship đến tận nhà cho anh em. Được đồng kiểm kiểm tra rồi anh em mới nhận hàng nha. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc cũng như là chế độ bảo hành, chương trình trả góp và miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Mỗi ngày Hồng Phúc Mobile đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có nha. Anh em có xem được clip này thì nhấn lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em được dễ dàng nha. Thì đầu clip hôm nay em sẽ lên cho anh em full dòng Samsung và Android bên em hiện có. Và phần sau của clip thì em sẽ lên cho anh em những mẫu máy iPhone nha. Anh em nào có muốn mua iPhone thì có thể tua qua đoạn đầu để mình xem đoạn sau cho nó tiết kiệm thời gian nha anh em. Đầu clip thì hôm nay em sẽ lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy Z Fold. Đó, cả hai con này đều là màu xanh. Một cây phiên bản chính hãng Việt Nam và một cây là phiên bản Hồng Kông. Hai siêu vật lý hết nha anh em. Cây màu xanh 256 thì là bản Việt Nam, 12GB và 256GB bộ nhớ. Ngoại hình còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đẹp 98-99%. Đó, chỉ bị trầy nhẹ xíu xíu chỗ sườn thôi. Không có bị cấn mớp gì hết. Nó còn lại là mọi thứ đều rất ok nha anh em. Đó, màn hình trong ngoài hiển thị đẹp. Con này thì em mới thu lại của khách và em mới reset, chưa có active vào nè. Thì khi anh em mua sẽ active vào để cho anh em đầy đủ hết để trước khi gửi cho anh em nha. Đó, màn hình nè, trong ngoài hiển thị rất là đẹp luôn. Nói chung mọi thông số đều ở mức khá cao cho một con máy cũ. Cơ gập này kia nọ là rất là tốt luôn nha anh em. Con này thì anh em dùng để giải trí, xem phim, nghe nhạc là hết bài luôn nha. RAM 12, 2 SIM vật lý. Con này được chạy con chip là Snapdragon 8 Gen 1. Và bản Việt Nam thì có thêm cái chức năng là ghi âm cuộc gọi luôn nha anh em. Rất là tiện lợi. Anh em có thể nghe lại được những cái cuộc gọi trước đó mà anh em đã thực hiện nha. Quá là tiện luôn em. Samsung Galaxy Z Fold 4 phiên bản chính hãng Việt Nam. Đã hết bảo hành thì con này anh em mua thì em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng nha. Theo tiêu chuẩn của Samsung luôn. Đó, phần màn hình hiển thị thì bao cho anh em 7 ngày. Và cảm ứng này kia nọ thì 3 tháng nha. Cả phần cứng luôn em. Rồi, Samsung Fold 4 256 12.800.000. Còn cây 512GB này là phiên bản Hồng Kông, 2 SIM vật lý màu xanh, ngoại hình cũng rất đẹp luôn nha anh em. Đẹp gần như là 99% luôn. Đó, không có bị cấn mớp gì hết, đẹp hơn con 256GB nha anh em. Đó, hai màn hiển thị đều ok, đã có dán màn hình ngoài rồi. Đó, cơ gập này kia nọ là thẳng băng luôn nha anh em. Bản Hồng Kông 2 SIM vật lý, dung lượng cao 512GB, anh em tha hồ mà lưu trữ nha. Ở con này thì em test rất kỹ rồi, em đã bán cho khách xài một lần rồi anh em. Xài chắc cũng được một tháng mấy, gần 2 tháng, khách đổi lên Fold 5 cho nên em mới vừa thu lại đây. 13.800.000, nó cao hơn 1 triệu đồng so với bản 256GB nha anh em. Đó, em về chỉ được có một cặp thôi. Anh em chốt thì chụp lên màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một siêu phẩm S24 Ultra phiên bản 512GB, cực kỳ là khủng long, màu xám titanium nha anh em. Đó, ngoại hình con này thì cũng quá đẹp rồi. Đẹp 99% luôn em. Đây là phiên bản Hàn Quốc nha. Mình có thể dùng được 2 SIM luôn em, giống hệt như là bản Việt Nam. Cũng có ghi âm cuộc gọi, pin thì là 5000mAh. Đây, xài được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Bộ nhớ con này khủng long 512GB nha.
Đó, camera 200 megapixel, zoom xa 100 bit. Nói chung con này thì anh em chụp hình xem phim, nghe nhạc là hết bài luôn. Đó, siêu phẩm cao cấp nhất dòng S của Samsung nha. S24 Ultra 512GB. Con này thì em bán bằng giá với con 256 của Việt Nam thôi anh em. 22.600.000 nha, xài tương đương như là bản Việt thôi. Bảo hành 3 tháng cả phần cứng cho anh em, thoải mái yên tâm dùng nha. 22.600.000. Còn đời thấp hơn một tí thì em sẽ lên cho anh em dòng S23 Ultra. Đây là một cặp phiên bản chính hãng Việt Nam. 256GB và 1TB là 1024GB nha anh em. Con 1T này thì sườn nó có hơi bị phai sơn ở bốn góc. Đó, khách đang có dán sườn đầy đủ hết rồi nha anh em. Cái này là cái miếng dán chứ không phải là cái bị sườn nó trầy nha. Đang có dán hết rồi. Đó, chỉ bị tróc sơn ở cái bốn góc như thế này thôi. Không có bị cấn mớp nha. Đó, đây là cái miếng dán của khách đã dán rồi nha anh em. Em cũng bán cho khách xài trải nghiệm con này rồi. Thì em mới vừa thu lại đây. Và mức giá thì nó sẽ dễ rẻ hơn đợt trước em bán nha anh em. Hôm nay thì em bán chỉ có 18.3 thôi. Hai SIM vật lý RAM 12GB, bộ nhớ 1T, 18.3 nha anh em. Còn bản Việt Nam 256GB này, màu đen thì em bán là chỉ có 15.3 thôi. Phiên bản chính hãng Việt Nam nha. Ngoại hình con này thì 98% thôi anh em. Sườn thì nó bị cấn một góc đây. Nó bị cấn một vết ngay cái ngã ba này. Nói chung cũng rất là dễ nhìn. Không có to lắm anh em, chỉ bằng cái hạt gạo thôi. Còn lại là đẹp hết nha. Màn đẹp nè, lưng đẹp, mọi thông số đều ở mức bình thường, nguyên zin 100%. RAM con này thì là 8GB nha anh em. Bản 256 thì RAM sẽ là 8GB. Và anh em xài được hai SIM vật lý, có ghi âm cuộc gọi đầy đủ hết nha. Đây, cả anh em gắn hai SIM vào chiến đấu luôn. Đó, có 4 X-band, mọi chi tiết đều hoàn hảo hết nha anh em. Đó, đây là một siêu phẩm cực kỳ là toàn diện của Samsung. 15.300.000 nha. Còn anh em muốn xài phiên bản Hàn Quốc RAM 12 bộ nhớ cao thì em cũng vẫn còn hai phiên bản 256GB và 512GB nha anh em. Bản 256 thì RAM sẽ là 12GB và bộ nhớ 256GB, nó sẽ cao hơn bản Việt Nam nha anh em. Ngoại hình con này thì còn quá đẹp luôn, 98-99%. Nó sườn nó có trầy xước nhẹ thôi anh em, không đáng kể. Màu kem nha, rất đẹp luôn, 16.3 cho bản 256. Còn bản 512 thì em còn được hai màu, màu đen và màu kem, 16.800.000 nha anh em. Đó, cặp này thì ngoại hình cũng đẹp giống như là con 256 vừa rồi, đẹp 98-99% luôn. Nó con màu đen thì nó có phải xíu xiu ngay góc sườn đây. Còn con màu kem thì nó cũng bị phẩy một vết ở mấy bên đây. Nói chung tầm khoảng 98% anh em. Nó sườn phẩy đúng một vết thôi anh em, không có bị cấn mớp gì nặng hết nha. Phẩy nhẹ nhẹ thôi, nguyên zin 100%. 512GB, 16.800.000 nha. Còn thấp đời hơn một tí thì em có về được một lô S22 Ultra. Đủ màu luôn nè anh em, màu trắng nè, màu xanh, màu đỏ đô và màu đen. Đó, phiên bản Hàn Quốc thì cái RAM của nó sẽ là 12GB và bộ nhớ trong sẽ là 256GB nha anh em. Đó, hôm nay em về cũng khá là đủ màu luôn em ơi, 4 màu nha. Và ngoại hình của lô này thì 98%, nguyên zin 100% nha. Màn hình đẹp, long lanh, không có bị ám ố hay là lưu ảnh. Và hôm nay em sẽ bán cho anh em theo một cái giá mới. Toàn bộ những con máy này thì là 10.500.000 nha anh em. Đó, giá 10.500.000 thôi. Em không có phân ra giống như đợt trước nữa. Đợt này em về thì ngoại hình 98% nha. Đây, cái sườn đây, con màu xanh này nó hơi bị trầy xíu nhẹ ở mép sườn nè anh em. Nó toàn bộ là nguyên zin nha. Sườn thì nó bị trầy nhẹ, nhăm nhẹ thôi. Không cấn, không mớp, chuẩn 98% luôn nha anh em. Nó còn khá là đẹp cho một con máy cũ đã qua sử dụng. Lưng đẹp và kính đẹp. Nói chung toàn bộ là máy nguyên zin 100% nha. Chỉ có 10.500.000 thôi anh em. Đó, dòng S22 Ultra này thì hiện tại giá đang khá là tốt để anh em trải nghiệm siêu phẩm camera zoom xa 100 bit, có trang bị thêm cây bút X-Pen. Đó, một SIM vật lý thôi nha anh em, bản 22 này không có eSIM. Thì được đổi lại cái RAM cao 12GB và bộ nhớ 256, có ghi âm cuộc gọi nha. Nó màu trắng con này thì quá đẹp luôn nè anh em. Con này đẹp gần như là 99 luôn, nhưng mà em bán cho anh em với giá là 98% thôi nha. 10.500.000. Còn bản 512GB để phục vụ những anh em nhu cầu cao hơn nữa về bộ nhớ thì em còn được đúng một cây màu đen, 10.800.000 thôi anh em. Con này thì mức giá khá là tốt cho một siêu phẩm S22 Ultra nha. Đó, ngoại hình đẹp 98%. Sườn thì nó hơi nhăm nhẹ theo thời gian như thế này. Đó, không cấn, không mớp nha.
khá là đẹp cho một con máy siêu phẩm của năm 2022 anh em. Rồi đây em quay chi tiết cho anh em xem về cái phần cấu hình của con này. Đầu tiên là về phần màn hình, đây hiển thị 2K cộng nha, màn to 6,8 inch, tần số quét thì là 120Hz, siêu mượt mà. Cấu hình con này là chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12GB và bộ nhớ 512 cũng như là 256 nha anh em. Đó, bản hàng cho nên dùng được có một sim thôi. Pin thì là 5000 mAh, đủ dùng cho anh em gần như là cả ngày. Đó, anh em nào xài nhiều thì sạc một lần, còn xài ít thì mình có thể xài được gần như là một ngày luôn nha anh em. Đó, có ghi âm cuộc gọi luôn, em bật sẵn lên cho anh em đây. Đó, màn hình cong nha, rất là đẹp luôn anh em. 10,8 triệu cho bản 512 và 10,5 triệu cho bản 256GB nha. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng Samsung tầm trung. Đây là con Quantum 3 và Quantum 2. Đó, cả hai con này, hai phiên bản này thì đều là mạng xích tai Hàn Quốc đem về, một sim vật lý. Em review trước cho anh em dòng Quantum 3 thì bản này là một sim và RAM 8GB, bộ nhớ là 128 nha anh em. Chạy con chip Dimensity 900. Đó, chip này thì anh em dùng cũng quá là ok. Pin 5000 mAh, cực kỳ là trâu bò. Đó, ngoại hình cặp này thì còn quá đẹp luôn anh em. Gần như là 99% nha. Đó, đây là những con máy mà tầm trung được anh em ủng hộ rất là nhiều luôn. Pin 5000 xài trâu bò, có ghi âm cuộc gọi nha. Và chỉ sử dụng được một sim thôi. Mức giá em bán là 4,4 triệu. Còn bản thấp hơn một tí thì là Quantum 2, em còn được hai màu, màu đen và màu trắng nha anh em. Đó, ngoại hình của cặp này thì còn quá đẹp luôn. Đây, gần như là 99% nha anh em. Đây là những con máy mà em tuyển lựa rất là kỹ lưỡng trước khi phục vụ đó anh em. Màn hình thì to 6,7 inch, hiển thị 2K, tần số quét 120Hz. Cấu hình con này thì RAM sẽ là 6GB và bộ nhớ trong là 128, chạy con chip Snapdragon 855 Plus nha. Con chip này thì xài tác vụ thông thường rất là mượt mà và ok. Đó, một sim vật lý, pin dòng này thì là 4500 mAh, khá là trâu bò. Nói chung con này thì trong tầm giá chỉ có 3,9 triệu mà được trang bị cái màn hình 2K cực kỳ đẹp và sắc nét, tần số quét 120Hz rất là cao nha anh em. Đó, 3,9 triệu thôi. Tiếp theo là em lên cho anh em một cặp Xiaomi hai sim vật lý. Đây là con Flashsat để anh em chuyên chơi game 4S nha anh em. Hai sim RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Ngoại hình đẹp 98%, sườn nhâm nhẹ theo thời gian. Đó, con này thì đang chạy rum gốc tiếng Anh, chưa có up rum tiếng Việt nha anh em. 4,5 triệu. Còn cây Xiaomi Mi 12 TR này thì 7,4 triệu, RAM 12, bộ nhớ là 256. Con này được trang bị cái camera khủng long luôn em, 200MP, cực kỳ đẹp và sắc nét. Đó, hai sim vật lý, chơi game thoải mái luôn nha. 7,4 triệu cho con Xiaomi 12 TR. Tiếp theo là em lên một siêu phẩm nắp gập của Oppo. Đây là con Oppo Find N2 Flip nha anh em. Con này thì em bán ra cho khách xài cũng rất lâu rồi, em mới vừa thu lại thôi. Máy trần sườn nó có hơi chấm chấm li ti nhẹ như thế này, cho nên mức giá chỉ có 7,8 triệu thôi nha anh em. Đó, giá khá là tốt cho một siêu phẩm nắp gập của Oppo. Đó, pin con này thì là cao nha anh em, pin rất là trâu bò luôn, hình như là 4300 mAh. Hai sim vật lý, anh em dùng hai sim gắn vô là xài luôn nha anh em. Màn hình thì to 6,8 inch, chạy con chip Dimensity 9000 cộng 8 nhân. Nói chung mà thông số con này thì ở mức trung bình khá là cao luôn em. Nó thiết kế rất là đẹp nha. Thiết kế rất là cao cấp luôn em ơi. N2 Flip 7,8 triệu nha anh em. Con này em bán 7,8 triệu. Tiếp theo thì em lên một cặp Samsung Note 20 Ultra. Một cây phiên bản Mỹ và một cây phiên bản Hàn Quốc. Cả hai con này, màn hình máy là đẹp nha anh em. Cây Mỹ thì RAM 12 và bộ nhớ là 128, em bán 7,3 triệu. Còn máy Hàn Quốc thì RAM 12 và bộ nhớ là 256GB. Đó, con này thì nó cao hơn bản Mỹ chút đỉnh anh em ơi. 7,6 triệu nha, cao hơn 300.000. Đó, đây là những siêu phẩm cuối cùng dòng Note của Samsung. Không có ra thêm dòng Note nữa anh em, cũng có trang bị thêm cây Bullet Pen. Đó, hai con này ngoại hình đẹp 98-99% nha. 7,3 triệu và 7,6 triệu. Tiếp tục thì em lên một cặp Samsung S22 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ. Một cây 128GB và một cây 512GB nha anh em. Cây 512GB này thì em còn được đúng một cây duy nhất thôi. Ngoại hình thì đẹp xuất sắc luôn em. Đẹp hầu như là like new luôn nha. Cái này là cái dính bụi thôi chứ không phải là nó bị trầy gì hết nha anh em.
Ngoại hình con này thì quá đẹp và quá nét, phục vụ những anh em nào mà thật sự khó tính. Cầm lên con này thì cũng phải là xuống tiền thôi nha anh em, tại vì nó quá đẹp đi. RAM 12, bộ nhớ 512GB, phiên bản quốc tế Mỹ, dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Ngoại hình quá nét anh em ơi, 12.800.000 nha. Còn cây 128 thì RAM sẽ là 8GB, bản Mỹ luôn, cũng dùng được 2 SIM. Thì giá hôm nay em sẽ giảm cho anh em con này 9.700.000 nha anh em. Giảm còn 9.500.000 anh em ơi, em bớt xuống 200.000 luôn. Ngoại hình thì sườn nó có bị phai phai nhẹ nhẹ thôi, 98%. Và màn hình nó hơi bị xước xíu xíu chỗ này. Đó, em quay rất là kỹ cho anh em xem cái vết xước nè. Nó vết một đường ngang nha. Hôm trước thì có dán miếng dán cho nên anh em cũng khó thấy. Em lột luôn cho anh em để dễ thấy được cái vết xước kia anh em mua từ xa nha. Rồi, RAM 8, bộ nhớ 128, 9.500.000 thôi anh em. Đây là một cặp Samsung S22 Plus, một cây Việt Nam và một cây quốc tế Mỹ. Cây Mỹ thì màu đen, ngoại hình đẹp 97-98%. Sườn nó có bị trầy sơ sơ ở cái sườn như thế này. Đó, sườn nó có bị trầy nhẹ nha anh em, một hai vết. Rồi còn lại là đẹp, kính đẹp và lưng đẹp. Con này thì pin rất là trâu luôn em ơi. RAM 8, bộ nhớ 128, dùng được 2 SIM nha. 7.400.000. Còn bản Việt Nam thì 2 SIM vật lý màu xanh. Ngoại hình đẹp hơn con màu đen này. Vừa rồi, nó ngoại hình đẹp gần như là 99% luôn. Nó đang hiện tại thì cực kỳ là chất luôn nè. Pin 4500mAh, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Chạy chip Snapdragon 8 Gen 1, hàng chính hãng Việt Nam. 8.500.000 nha. Em cũng còn được một cây S22 Ultra phiên bản Việt Nam. Con này thì hôm nay thanh lý luôn cho anh em, chỉ còn có 9.500.000 thôi. Ngoại hình thì tầm khoảng 95%. Đây, sườn nó có bị cấn nhẹ như thế này. Đó, cấn và nhăm nhăm nha. Cấn một hai vết thôi, không đáng kể lắm. Và con này thì nó bị mất cái đầu bút rồi anh em. Em bán giá bỏ bút cho anh em luôn. Rồi, chỉ có vậy thôi. Đó, lưng đẹp và kính đẹp. Bản Việt thì sử dụng được 2 SIM vật lý nha anh em. RAM 8GB, bộ nhớ là 128. 9.500.000 thôi. Em chỉ đó một cây duy nhất này. Em thanh lý luôn cho anh em. Đó, về anh em để về dùng cũng được. Hoặc là mình có thể lấy cái cây nhọn nhọn mình khởi cái bút ra để mình xài. Còn hoặc là anh em thay cái bút mới. Đó, tùy nha. Em bán giá bỏ bút luôn. Chỉ có 9.500.000 thôi. Rồi, tiếp theo thì em sẽ review cho anh em một siêu phẩm nắp gập của Oppo. Đây là N3 Flip và N2 Flip nha anh em. Đây. Đó, những con máy này thì là hàng siêu chất luôn anh em. Full box, sạc cấp sim theo máy chưa sử dụng và thêm một cái ốp lưng nữa nha. Em review trước cho anh em cái con Oppo N3 Flip này. Thì đây là toàn bộ cái ngoại hình của nó. Hôm nay thì em sẽ bán cho anh em với một mức giá mới nha. Đó, chỉ còn có 11.200.000 thôi. Đó, ngoại hình còn quá nét và quá đẹp nha anh em. Đẹp 99% luôn. Cấu hình của nắp Oppo N3 Flip này thì RAM sẽ là 12GB và bộ nhớ trong lên đến 256GB nha anh em. Màn hình ngoài rất là to luôn, anh em có thể tắt vụ ở cái màn hình ngoài này bình thường luôn, xài giống như là một cái màn hình độc lập nha. Đó, đây là một cái dòng máy nắp gập của Oppo N3 Flip. Con này thì lúc mới ra mắt tầm khoảng 22.000.000 mấy luôn anh em. Hôm nay thì chỉ còn được gần nửa giá thôi. Đó, ngoại hình đẹp keng 99% luôn nha. Đây là những con máy mà em nhập từ kho của Oppo ra, cho nên chất lượng thì cực kỳ là đảm bảo luôn anh em ơi. Đó, sạc cáp zin chưa xài và thêm một cái ốp lưng nữa là anh em. Nói chung là đầy đủ hết nha. 11.200.000 cho Oppo N3 Flip nha anh em. Đó, cái hộp thì cực kỳ là cao cấp. Còn thấp hơn một đời thì em vẫn còn Oppo N2 Flip nha. Em có được hai màu, màu tím và màu đen nha anh em. Đó, đây là con màu đen. Còn em muốn mua màu tím thì em cũng vẫn còn nha. Em quay tượng trưng một cây màu đen thôi. Thì cấu hình của con N2 Flip này thì RAM sẽ là 8GB và bộ nhớ trong là 256GB nha anh em. Dùng được 2 SIM vật lý, chạy con chip Dimensity. Đó, ngoại hình thì đẹp keng sa bang luôn em, 99%. Đây là một con máy mà cực kỳ là chất nha. Rồi, mức giá thì 9.000.000 nha anh em. Anh em mua máy chất để tặng hay là xài cũng rất là ok, ngon lành. Thì bên em bán hàng luôn luôn thu lại khi anh em có nhu cầu nha. Cho nên anh em thoải mái sử dụng những con máy bên Hồng Phúc Mobile. Em sẽ phục vụ anh em tận nơi luôn. Đó, bên em thì anh em ship tới cái máy mới thì anh em đưa cái máy cũ lại cho shipper là xong. Và có thể là bù tiền trên lệch. Đó, anh em mua máy cao thì anh em bù tiền bên em. Còn anh em mua máy thấp tiền hơn thì em sẽ bù tiền ngược lại cho anh em, cho nó thoải mái nha. Rồi, đã xong những dòng Android bên em hiện có thì em sẽ review tiếp những con máy iPhone bên em nha.
Đây là con iPhone 8 Plus 64GB. Pin còn được 94%, em lên với giá là 3.400.000. Đó, ngoại hình thì tầm khoảng 98% thôi. Nó sườn nó có trầy nhẹ nhẹ, nhâm nhẹ nhẹ như thế này, không có bị cấn mớp gì hết nha anh em. Đó, lưng đẹp và kính đẹp. Màn hình thì đẹp luôn nha. Đó, máy nguyên zin, chỉ có thay mỗi cục pin thôi. 3.400.000. iPhone XS Max 64GB màu gold, con này thì đang bọc keo nguyên cây, ngoại hình đẹp nha anh em, 98-99%. Pin con này còn được 83%, giá 5.900.000 XS Max 64GB nha. Thì iPhone cũng không có gì để review anh em, chỉ cần có ngoại hình và pin thôi. Và tình trạng là anh em đã có thể mua được rồi. Thì cái RAM này kia nọ thì em sẽ lướt qua luôn, tại vì iPhone nó rất là bền bỉ, còn rất là mượt mà. Đây là con iPhone X 64GB, pin thay new, còn được 92%, 3.600.000, máy nguyên zin nha anh em, chỉ có thay mỗi cục pin thôi. Đây là con iPhone 14 Pro Max màu đen, phiên bản quốc tế Mỹ, em còn được đúng một cây thôi anh em. Ngoại hình đẹp 99% nha, pin zin còn được 89%. Thì phiên bản Mỹ anh em xài 2 eSIM nha, không có chỗ để SIM. 20.600.000 nha anh em, hôm nay em sẽ giảm con này, còn 20.600.000 thôi. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 13 thường, đó 128 và 256GB màu trắng nha anh em. Phiên bản quốc tế Hàn Quốc em vừa đem về. Đó, ngoại hình đẹp 98-99% luôn. Đó, lô cặp này thì ngoại hình quá đẹp rồi anh em. Quá nét nha. Một cây pin 87 và cây kia cũng là pin 87 luôn. Đây là những con máy mà nguyên zin 100%. Cây này pin 84 anh em nói nhầm nha. Em có hai cây lận, một cây 84 và một cây 87, em review cho anh em đúng con này. Đó, bản Hàn Quốc thì một SIM vật lý và một eSIM. Đó, 128GB thì em bán là 10.700.000. Còn 256 thì em bán 11.500.000 nha anh em. Đó, con này thì pin cũng là còn được 87% luôn. Đây, 256GB anh em tha hồ mà lưu trữ nha. Những con máy này thì phải nói là cực kỳ là bền bỉ anh em, nguyên zin 100%, pin 87%, 11.500.000. Còn anh em muốn xài màu xanh hàng Việt Nam thì em cũng còn được một cây. Đó, con này thì bản Việt Nam, pin đã được thay new 100% rồi nha. Đó, ngoại hình thì đẹp keng luôn em ơi, 99% luôn. Đó, bản này Việt Nam nha, một vật lý và một eSIM, 10.900.000 nha anh em. Tiếp theo là em còn được đúng một cây iPhone 11 Pro Max 256GB màu trắng, ngoại hình đẹp 98-99% luôn em. Con này thì màn hình zin đã qua ép kính nha. Đó, em báo rất là chính xác tình trạng cho anh em. Kính thì em không báo thì cũng khó làm nhận biết được cái kính này đã ép rồi nha anh em. Bản 256GB phiên bản quốc tế Mỹ, một SIM vật lý và một eSIM. Pin zin cao 89% anh em. Đó, 8.900.000 nha. Tiếp theo thì em lên một con iPhone XR để anh em chữa cháy, màu đỏ rất là đẹp luôn em. Con này thì ngoại hình đẹp 99% nha. Đó, màn hình thì nó hơi bị xước dầm. Đó, xước dầm nhẹ nhẹ như thế này, đang dán cường lực tự nhiên. Cái này thì mình bộ thêm miếng dầu nữa là anh em được che được khuyết điểm, nhưng mà bên em sẽ không có bộ nha, em để gì em bán luôn cho anh em, cũng không có đi đánh kính luôn. Pin zin còn được 88%. Đó, đây là một con máy mà cực kỳ là bền bỉ theo thời gian, pin rất là trâu bò. Bản này quốc tế Mỹ LLA 128GB cho anh em, dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Con này thì em lên với giá là 4.900.000 nha anh em. Giá 4.900.000. Tiếp theo thì em có về được một cây màu hồng siêu đẹp luôn em. Đây là con 15 Plus phiên bản ZA 2 SIM vật lý, máy tiệm cận như new nha. Con này thì sạc không lần, chỉ có ắc ti vào để test thôi anh em. Đây, phiên bản ZA 2 SIM vật lý nha, 128GB. Anh em gắn cả 2 SIM vào chiến đấu rất là tiện lợi, giống hệt như là Android anh em. Số lượng chu kỳ sạc của nó là không lần và pin này là pin chuẩn zin 100%. Pin zin nha anh em, không lần sạc. Nói chung đây là một con máy chỉ kích hoạt để vào bên trong coi thôi, chứ thật sự là chưa sử dụng nha anh em. Đó, anh em mua máy cũ mà được như là một con máy new luôn, còn cả siêu mạc, 19.200.000 nha anh em. Rồi, cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì em lên một cây iPhone 12 Pro Max 256GB, phiên bản quốc tế Nhật, pin zin cao 90%. Con này thì em thanh lý chỉ còn có 11.300.000 thôi. Lý do là màn hình nó hơi bị ám nhẹ nha anh em, ám như là không ám. Đây em quay cho anh em xem, nhiều khi anh em không thấy được cái ám luôn. Đó, màn hình AMOLED thì nó ám rất là nhẹ khúc này, có một cái lằn ám nhẹ thôi anh em.
Nói chung là cái này thì không báo cũng được luôn, nhưng mà em phải báo cho anh em biết để xác định mình có mua với một cái mức giá khá là hợp lý để mình trải nghiệm con 12 Pro Max nha anh em. Đó, benzin cao 90%, 11 triệu 300 nghìn. Rồi, clip thì cũng đã dài, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em xem chốt được con nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em. 0902 060 151, bên em sẽ miễn phí ship đến tận nhà cho anh em, được đồng kiểm kiểm tra. Ok, rồi anh em mới nhận máy và thanh toán cho shipper. Bên em sẽ miễn phí ship cho anh em, tặng thêm sạc cáp cũng như thêm một cái ốp lưng nữa nha. Đó, bảo hành cho anh em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm, và phần màn hình thì bao cảm ứng 3 tháng cho anh em luôn. Phần hiển thị thì bao cho anh em 7 ngày. Đó, bên em làm mọi thứ đều rất là rõ ràng từ ban đầu nha anh em. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em đã xem clip của em. Hẹn gặp anh em vào những clip sau nha. Bye bye.